Đó như là tức là số lượng người đến tư vấn và số người sau tư vấn được có việc làm. Thì báo cáo với các ông chí thì đúng quả thực như đồng chí Lán nói, mà tôi cũng đã nói, thì hiện nay đạt được cái chỉ tiêu đó là chưa đạt được, nhưng số lượng người giao điện giao dịch là rất lớn. Ví dụ như năm vừa rồi đến 18.000 người, nhưng mà báo cáo với các ông chí đây đều là số lượng được tư vấn vào trực tiếp sau giao dịch thì tỷ lệ mới đang rất thấp. Mà chúng tôi nói cái đó là rất rõ rồi và đúng thật, chúng tôi nói đây là chưa sát. Nhưng mà tôi nói vì nó là cái chỗ là so với cái nguồn lực, với cái điều kiện hiện nay để thực hiện được mục tiêu đó thì như vậy là có sự cố gắng rất lớn. Thì báo cáo với công chí là không thể nổi đáp ứng được một lúc mà một năm 17.000 lao động. Thế chúng ta thì mong mỏi là rất cao, nhưng mà cái thực lực chúng ta không đủ đáp ứng được tối thiểu thì cái thực hiện nó không thể đáp ứng được. Chúng ta chia sẻ, thì đấy là chúng tôi muốn nói thêm gì đấy.